10 ngày cuối tháng riêng, hai con giáp này bất ngờ trúng lớn, được thần tài che chở, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta khi sinh ra đều mong muốn có một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc và phú quý đủ đầy. Khi các bậc thầy, các chuyên gia tử vi học nghiên cứu số phận con người thì thấy rằng hầu hết mọi người sinh ra đều được đặt định trong cung mệnh tử vi của từng con giáp và thêm ngày tháng năm sinh, cùng giờ sinh thì sẽ được là số tử vi của từng người. Mỗi con giáp vào mỗi thời điểm khác nhau thì sẽ được trời ban cho những cơ hội và những thách thức khác nhau. Khi xem tử vi của 12 con giáp, các nhà tử vi học phương Đông học trong số 12 con giáp có 2 con giáp còn là số may mắn trong 10 ngày cuối cùng của tháng 1 âm lịch. Bắt đầu từ những ngày này, 2 con giáp làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về nhờ có sự hỗ trợ của các sao thần, các tinh chiếu mệnh. Để nắm bắt được 2 con giáp này là 2 con giáp nào, vận may nào đến với họ trong 10 ngày sắp tới, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Xin chúc mừng tuổi Tuất là con giáp may mắn trong thời điểm 10 ngày cuối tháng 1 âm lịch. Vận trình của bản mệnh bừng sáng nhờ tam hợp nâng đỡ, công việc tiến triển đều, mọi thứ không cần quá lo tâm, khổ tứ mà vẫn đạt được hiệu quả cao. Tất cả đều nhờ thiên thời, địa lợi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Theo tử vi 2021, cục diện tam hợp xuất hiện nâng đỡ vận trình công danh của người tuổi Tuất trong tháng đầu xuân năm mới. Bạn sẽ nhận thấy mọi thứ thong dong, nhẹ nhàng vô cùng. Công việc tiến triển đều, cảm giác là mọi thứ trơn tru, không cần phải quá lo tâm khổ tứ. Bản mệnh còn có 2 cát tinh thiên ấn và hữu bận hiệp sức hỗ trợ. Dù có vấp phải vấn đề nào cũng có thể hoàn thành được mọi nhiệm vụ được giao, đúng tiến độ, tăng thêm uy tín cho chính mình bằng sự nhạy bén, khả năng xử lý linh hoạt và nhất là có quý nhân giúp sức. Dù thời điểm đầu năm, bản mệnh vẫn chưa thực sự tập trung 100% vào công việc, tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng gặp thiên thời, địa lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ. Áp lực công việc lúc này không lớn, đây là thời điểm lý tưởng để bạn hoạch định kế hoạch, dự án mới cho cả năm. Lúc này, tuổi Tuất cần thêm dũng khí, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu sóng gió. Cộng thêm một chút may mắn từ vận trình sẽ mang tới nhiều thành công tốt đẹp cho bạn trong tháng. Tuy nhiên, nguyên lệnh lâm đất suy báo hiệu vận trình trước vượng sau suy. Với những việc quan trọng, bạn nên chọn ngày tốt xấu để tiến hành. Từ thời điểm này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Hành sự cần có sự trầm ổn, hoạch định kế hoạch rõ ràng, thiếu sự chuẩn bị kỹ càng, sơ sẽ tuổi xích ở thời điểm quan trọng, không đạt được đến mục tiêu đề ra trước đó. Ngoài ra, ngũ quỷ xuất hiện mang theo dấu hiệu tiểu nhân đeo bám, gây ra một vài sự cản trở trong công việc. Do đó, làm gì tuổi Tuất cũng nên thận trọng, chớ chủ quan lơ là mà sập bẫy kẻ xấu. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển tốt, tuổi Tuất hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giáp khai vận, dần, ngọ, tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Vòng còn giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Tuất, dù trong thời điểm này không có tài tinh chiếu mệnh,
nhưng nhìn chung, tình hình tài chính của con giáp tuổi Tuất vẫn khá bình ổn. Người làm công ăn lương vẫn có khoản thu nhập ổn định, làm nhiều hưởng nhiều, không lo thiếu thốn. Việc kinh doanh buôn bán đầu năm tuy chưa sôi động nhưng vẫn có khoản nọ, khoản kia, không lo túng thiếu. Đặc biệt, có tam hợp ghé thăm mang đến nhiều cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn, chỉ là bạn có đủ nhạy bén để nắm bắt hay không. Nếu đang có ý định kinh doanh hay mở rộng công việc làm ăn, bạn có thể mạnh dạn tiến hành ở thời điểm này, tỷ lệ thành công khá cao. Vốn dĩ bản mệnh luôn khéo léo trong các mối quan hệ xã giao, biết cách lấy được thiện cảm và sự tin tưởng từ người đối diện. Và chính trong thời điểm này, bạn có thể tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh, đầu tư trong tháng. Tuy nhiên, thời điểm này còn có ngũ quỷ, hung tinh, quấy phá, bạn nên tránh xa các trò cờ bạc, đỏ đen, kẻo ham mê quá đà, sẽ gây phá tài nặng. Muốn kích vượng vận tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân luôn rình rập, ghen ghét ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tạo may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của 12 con giáp, bán hợp cụ mang đến một tháng ngập tràn, hương sắc, yêu thương cho những người tuổi Tuất, đặc biệt có lợi cho đường tình duyên của người độc thân. Trong quan hệ xã giao với đồng nghiệp, bạn dễ dàng tìm được tiếng nói chung, trong quan hệ khách hàng thì dễ dàng thuyết phục được đối tác. Vận đào hoa, đường lúc phơi phới, bạn nên chủ động tham gia các bữa tiệc, hoạt động tập thể, sẽ nhanh chóng tìm được một nửa ưng ý cho mình. Đầu xuân năm mới, gia đạo an yên, đời sống, vợ chồng, tình cảm, hòa hợp, quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện, thậm chí có cặp vợ chồng đón tin vui về con cái. Đây cũng là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi. Nhiều cặp đôi có thể tính chuyện cưới xin ngay trong tháng riêng. Con giáp may mắn thứ hai được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay đó là tuổi Thìn. Với quan hệ tam hội cục sẽ đem lại cho người tuổi Thìn những ngày cuối tháng rực rỡ so với các con giáp khác. Chỉ cần bản mệnh tập trung thì mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Thìn chào đón tháng đầu năm mới với tâm lý khá thoải mái, đặc biệt là thời điểm 10 ngày cuối tháng. May mắn là vận trình trong thời điểm này của bản mệnh không có ít biến động. May mắn là vận trình trong thời điểm này của bản mệnh có không ít biến động, nhưng nhìn chung, công việc vẫn trôi chảy theo đúng tiến độ, áp lực không quá lớn. Đầu xuân năm mới, mọi việc tiến hành ở tiến độ chậm, không quá gấp rút, dưới sự che chở của quan hệ tam hội, nhưng chú rồng dù có thời điểm vẫn gặp phải không ít thách thức và ngáng trở, song bản mệnh tập trung xử lý đâu vào đó, kết quả tương đối khả quan. Thiên ấn cũng tạo ra những cơ hội tốt để bản mệnh tranh thủ sắp xếp lại công việc sau kỳ nghỉ dài, đưa ra các kế hoạch, dự án mới hoặc tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm, tạo bước đệm vững vàng cho quá trình phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, nguyên lệnh lâm đất dưỡng là điểm báo vận trình trong các tàng hung, sau đó sẽ có những sự thay đổi đáng kể, lại thêm sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh gây ra họa thị phi, tiểu nhân ngáng trở, do đó bạn hãy luôn trong tư thế sẵn sàng để đón nhận và ứng phó. Đừng quên có lòng dè chừng trong các mối quan hệ. Tiểu nhân có thể là bất cứ ai ở bên cạnh bạn, bạn cần hành sự thật tỉ mỉ và thận trọng, bạn sẽ tránh gặp phải những xui xẻo bất ngờ. Đừng quá lo lắng trong thời điểm này, cần cầu sao tà phù hỗ trợ. Ở thời điểm nguy cấp, bản mệnh sẽ được quý nhân giúp một tay kịp thời hóa hung thành cát. Nếu có dự định cầu công danh trong tháng này, bạn cũng có thể mạnh dạn tiến hành, miễn là đi đúng hướng và có sự chuẩn bị kỹ càng. Đừng ngần ngại khó khăn vì chặng đường tới thành công nào cũng phải trải qua chông gai. Với những ai có ý định khởi nghiệp hoặc thay đổi công việc khác, có thể cân nhắc ngay trong tháng này. Có điều nếu đã quyết định thì bạn cần quyết tâm đi theo lựa chọn của mình. Nếu không làm được điều này, e rằng việc chỉ khởi phát theo hướng sẽ bị bỏ cuộc giữa chừng. Ngoài ra trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Từ đó sẽ giúp cho công việc của bản mệnh được hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật, cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí trong năm 2021.
Thứ hai, về mặt tài lộc. Tử vi tài lộc thời điểm này tuổi Thìn âm lịch nhận thấy sẽ không có tài tinh chiếu mệnh nên tài vận của những chú rồng chỉ ở mức khá. Nhờ các khoản tích lũy từ trước đó, bạn không có nhiều khoản thu vào. Đã vậy, việc chi tiêu nhiều cho dịp Tết đang ngốn của bạn không ít tiền. Nếu không sớm cân bằng lại chi tiêu, bạn sẽ rất dễ gặp họa phá tài. Kinh doanh buôn bán đầu năm chưa sôi động, chủ yếu vẫn phải dựa vào thu nhập từ công việc chính. Dịp đầu năm, sức tiêu thụ hàng hóa chưa nhiều, thị trường chưa sôi động, vì thế việc kinh doanh buôn bán của con giáp này chỉ duy trì ở mức bình ổn, chưa thể có sự đột phá nào bất ngờ tại thời điểm này. Bạn có thể tranh thủ thời gian này để nghiên cứu, phân tích sản phẩm, nhu cầu thị trường, chờ thời cơ đến chỉ việc đẩy mạnh kinh doanh, sản xuất, đón đầu xu hướng. Nhưng nhớ làm gì thì làm, bạn cũng cần hoạch định kế hoạch rõ ràng, tránh tình trạng ban đầu hứng thú, sau rồi chán nản và bỏ cuộc giữa chừng, công sức thành xã tràng xe cát. Việc hùn vốn hợp tác làm ăn cần hết sức cẩn trọng do có thiên cầu hung tinh xuất hiện. Hung thần này mang theo điềm báo tiểu nhân quấy phá, bản mệnh làm nhiều nhưng hưởng ít. Công quả rơi vào tay kẻ xấu, bạn cần hết sức lưu ý trong việc chọn người hợp tác để tránh bị lợi dụng lừa gạt, tiền mất tật mang. Để có thể kích hoạt tài lộc và may mắn thì quý gia chủ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, tam sắc khai vận, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Trong đó, bạn có thể xua đuổi những hung tinh, chiếu cát lành và quý nhân trong quá trình phát triển sự nghiệp, đầu tư và kinh doanh. Ngoài ra, vòng sẽ giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn không đáng có và tăng cường các mối quan hệ xung quanh bạn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.